kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sang đến ngày hôm nay, không khí lạnh đã ổn định hơn nên mưa chỉ còn xuất hiện một vài nơi tại Bắc Bộ. Thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông của quý vị trong ngày đầu tuần làm việc. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ nhích dần lên mức là từ 20 đến 23 độ. Còn khu vực phía Tây Bắc Bộ trời sẽ có nắng nhiều hơn, vì vậy nhiệt độ cũng cao hơn và dao động trong khoảng là 22 đến 25 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi đạt từ 26 đến 29 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, ngày hôm qua cũng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Tuy nhiên, đang đến ngày hôm nay thì trời cũng có sự thay đổi tốt dần lên khi mà mưa chỉ còn diện vài nơi, trưa chiều trời xuất hiện nắng, thuận lợi cho các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân nơi đây. Mưa chấm dứt và nền nhiệt độ cũng sẽ tăng dần trở lại với mức nhiệt là từ 23 đến 26 độ, ở phía Nam có nơi cao hơn. Còn đối với khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Ninh Thuận, Bình Thuận, đến ngày hôm nay, nhiễu động từ biển đã suy yếu và không còn tác động đến khu vực. Vì vậy, thời tiết sẽ nhanh chóng quay trở lại ổn định hơn, nền nhiệt dao động từ 28 đến 31 độ. Đi sâu vào khu vực phía Nam, tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do không chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa nào nên nắng sẽ là trạng thái chính chi phối thời tiết nơi đây. Mưa có chăng thì cũng chỉ xuất hiện cục bộ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Đáng lưu ý là đối với khu vực Nam Bộ, nắng nóng cục bộ có thể xuất hiện trở lại tại các tỉnh thuộc khu vực miền Đông với nhiệt độ một vài nơi có thể tăng lên ngưỡng là 35 độ. Còn khu vực Tây Nguyên, thời tiết ít có sự biến đổi, nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, nằm trong xu thế thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ nên trong hôm nay cũng như một vài ngày sắp tới, tại thủ đô Hà Nội, thời tiết cũng tốt dần lên. Trời sẽ duy trì nhiều mây vào đêm và sáng sớm, đồng thời khả năng cao sẽ xuất hiện sương mù nhẹ, tuy nhiên không làm ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động lưu thông của quý vị. Trưa chiều đôi lúc trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ trong 3 ngày tới có xu hướng tăng khoảng 1-2 độ mỗi ngày. Dự báo trong hôm nay, nhiệt độ sẽ dao động là từ 18-22 độ, trời khô ráo. Mặc dù trong 2 ngày cuối tuần qua, tại thành phố Cảng Hải Phòng đã xuất hiện mưa và có gió Đông Bắc hoạt động mạnh hơn nên không mấy thuận lợi cho các kế hoạch du lịch biển đảo của du khách thập phương. Tuy nhiên, đến với những ngày đầu tuần này, thời tiết đang có xu hướng tốt dần lên, trời chỉ còn duy trì nhiều mây vào đêm và sáng sớm, mưa cũng ít có khả năng xuất hiện. Trưa chiều đôi lúc trời hửng nắng, thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời của người dân cũng như du khách. Dự báo nhiệt độ trong hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 18 đến 22 độ. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng trong ngày hôm nay, thời tiết đang quay trở lại trạng thái ổn định hơn. Vì vậy, trời sẽ có nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng là 30-31 độ. Càng về chiều, trời mát với mức nhiệt độ lúc này ở vào khoảng là 24-25 độ. Dự báo thời đoạn 3 ngày tới, tiết trời tại thành phố còn tiếp tục ổn định nên rất ủng hộ cho các lộ trình và các kế hoạch tham quan thành phố của quý vị. Đến với Buôn Ma Thuột, trong ngày hôm nay sẽ duy trì trạng thái ít mây, không mưa. Tuy nhiên, thời gian nắng trong ngày sẽ cao hơn hôm qua, nắng sẽ xuất hiện từ sau 7 giờ sáng và kéo dài đến tận 5 giờ chiều. Với trạng thái nhiều nắng như vậy thì sẽ rất thuận lợi cho các hoạt động hong phơi chế biến nông vật phẩm như là cà phê, chè, hồ tiêu của người dân. Dự báo nhiệt độ cao nhất trưa nay tại thành phố sẽ dao động từ 33 đến 34 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ tại đây trong ngày hôm nay sẽ tăng nhẹ so với 24 giờ trước, với mức nhiệt cao nhất ngày là từ 33 đến 34 độ. Trời khô nóng, ít mây, khiến cho chỉ số UV tăng lên đáng kể, đặc biệt là vào thời điểm trưa chiều. Vì vậy, quý vị cần lưu ý sử dụng các vật dụng chống nắng khi di chuyển ngoài trời để bảo vệ làn da cũng như sức khỏe của mình. Tại thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay thời tiết vẫn phổ biến nắng ráo vào ban ngày, nhiệt độ ban trưa sẽ tăng lên ngưỡng là 32 đến 33 độ. Nhìn chung, khá thuận lợi cho giao thông đi lại cũng như việc giao thương buôn bán của người dân địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động tham quan, du lịch của du khách cũng có thể tiến hành thuận lợi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin chào và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.